Vâng, lời đầu tiên thì Quang Minh Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê audio trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và nối tiếp những Suzy giới thiệu những dòng loa siêu chép của Pioneer. Và hôm nay thì Quang Minh Audio sẽ làm video clip này để giới thiệu anh em tiếp một cái dòng siêu chép chính hãng của Pioneer sản xuất. Dòng siêu chép với những người anh em của nó đi trước đã từng lần lên tên tuổi của hãng. Dòng này muốn giới thiệu cho anh em chính là dòng VKT A500 anh em nhé. Một dòng siêu chép đầu đạn bằng titan, mảnh vành thì kim nguyên khối rất là chất lượng cao anh em nhé. Anh em có thể phối ghép vào những dàn nghe nhạc hoặc dàn hát karaoke đều được. Anh em đấu trực tiếp vào âm ly hoặc đấu sau cầu loa chính song song với loa chính đều được anh em nhé. Đó, và khi mà anh em đã có những sản phẩm này về, anh em những cặp ghép ngoài ấy, thì anh em sẽ đấu trực tiếp vào âm ly hoặc là sau cầu loa chính, đấu song song với loa chính, âm và âm, dương và dương là được anh em nha. Và sẽ hầu như sẽ không ảnh hưởng gì đến trở kháng cũng như công suất của dàn âm thanh của anh em. Dòng loa chép mà ghép ngoài này chỉ bổ trợ giải cao trong những len keng lách tách, tính bổ trợ những giải cao cho dàn âm thanh của anh em thôi, để giải chép thôi, rồi giải chép thôi anh em. Và đây là có những cặp như này, anh em có thể về thay thế hoặc độ chế những thùng, những dòng loa mới, những cặp cũ như này tôi để cho anh em để về đó. Anh em nhìn tổng quan ngoài mặt trước này rất là đẹp, sáng bóng, đầu đạn màng titan với họng kèn đó, vành để bằng hợp kim nguyên khối anh em nhá, nguyên khối anh em nhá, chất lượng cao đó. Họng kèn phía cũ sau đây anh em, đó là mã sản phẩm đây anh em này, đó mã sản phẩm này, Pioneer VKT A500 số series này đó. Trở kháng từ mỗi loa là 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel, và công suất tối đa cho mỗi một loa này là 100W anh em nhé. Đó, đây là cái công suất của công suất chịu đựng được, công suất tối đa mắc của nó là 100W đó anh em nhé. 100W thì đánh thoải mái cho anh em nghe nhạc hát karaoke đó. Đây là những cặp này để cho anh em có thể về độ chế thay thế vào những con loa cũ hỏng kém chất lượng đó. Tôi đo kích thước để cho anh em cùng tham khảo nhá. Đường kính vành này là 8 phân này anh em này. Đó, anh em để về có thể để tham khảo, để về phối ghép mà để cho xem nó có phù hợp với những dàn âm thanh của anh em không. Đó, đường kính vành là 8 phân. Đó, tôi sẽ đo kích thước cũ à. Cũ này khoảng 7 phân anh em nhá. Nhưng còn cả hai tay ở phía trên nữa, anh em phải trừ đi, cũ khoảng 8 phân cả hai tay đi, 8 phân. Đường chéo ốc này thì, đường chéo ốc này sẽ được khoảng 9 phân rưỡi anh em nhé, đường chéo ốc 9 phân rưỡi đó, để anh em nắm được kích thước để về có thể thay thế vào những dòng loa cũ, hoặc là anh em có thể độ chế đóng cho mình, tự đây đóng cho mình những con loa mới theo ý anh em nhé. Ngoài ra những cái anh em mà những cái cặp dàn âm thanh của anh em, những con loa chép của anh em mà không thể thay thế được về kích thước không phù hợp ấy, thì anh em có thể dùng những cặp có đầy đủ phân tần và chân này, cho tôi tích hợp sẵn đủ như này đó, cả dây này để sẵn dây trò, dây chuyên chép của Hitachi Nhật này, để anh em về có thể phối ghép, ghép thêm ở ngoài chép cóc, ghép thêm ở ngoài về bổ trợ giải cao cho dàn âm thanh của anh em thôi. Đó, lắp sẵn phân tần đó anh em, tôi đã đi sẵn phân tần T3 này, cũng chất lượng khá là tốt nó anh em. Và những cặp như này đây đấy, như trước đầu video đó anh em chia sẻ với anh em là anh em có thể đấu trực tiếp vào âm ly hoặc là song cầu loa chính song song với loa chính nào được đó anh em nhé, rất là dễ đấu rồi và sẽ không ảnh hưởng đến trở kháng như công suất của dàn âm thanh của anh em. Và sau đây thì tôi sẽ test qua đoạn nhạc để anh em cùng tham khảo nhá. Tôi đã có đấu sẵn một cặp phía trên này vào âm ly, con âm ly Pioneer này, và lấy nguồn nhạc từ TV xuống, sau này tôi sẽ bật âm ly và bật nhạc để test qua cho anh em cùng nghe thử một đoạn nhạc. Anh em đeo tai nghe và cảm nhận chất âm của dòng siêu chép của Pioneer này anh em nhé. Tôi sẽ cho nhỏ một chút.
Ok anh em, tôi tiếp qua đoạn nhạc rồi để anh em cảm nhận chất âm của dòng siêu chép chính hãng của Piolo sản xuất với mã sản phẩm là VKT-A500 để anh em tham khảo. Anh em có thể dùng những cặp củ dời này về thay thế độ chế, hoặc anh em dùng những cặp mà có đầy đủ phân tần và chân sắt này, tôi tích hợp sẵn này để anh em về ghép thêm ở ngoài, bổ trợ giải cao cho dàn âm thanh của anh em. Những dòng này anh em có thể nghe, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đều được anh em nhé. Và một cặp củ dời này để cho anh em về độ chế thay thế, để cho anh em 650.000 trên một cặp này anh em nhé. Đó, một cặp củ dời này VKT-A500 và một cặp đầy đủ phân tần và chân sắt nắp phân tần T3 này, phân tần T3 này thì có giá là 830.000 anh em nhé, 830.000 trên một cặp như này. Đó, giá cực kỳ tốt cho anh em, và chúng tôi ship cốt trên toàn quốc, tất cả các vùng miền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam cho anh em. Đó, anh em mà có nhu cầu thì vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại 0944737321, tôi dùng Zalo số đó anh em nhé. Và anh em ở Hà Nội hoặc Sài Gòn cũng có thể qua trực tiếp các cơ sở chúng tôi. Sài Gòn chúng tôi có trong quận 7, Hà Nội thì có ở quận Hoàng Mai, quận Thanh Xuân và Đống Đa. Quận Hoàng Mai, quận Đống Đa và quận Long Biên. Đó, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip kế tiếp nhé.